Đây là cái gói bông tẩy trang em đang dùng này. Cái mẫu này thì em thấy dùng thấy thích hơn cả cái dòng Emily ấy. Cái miếng thì bằng dòng Emily nhưng mà cái này nó dai hơn và nó có viền dập. Nó không bị bở bông khi mình dùng tẩy trang ấy, mà cái miếng nó khá dày. Cái này là một túi này là có 120 miếng.